Las Vegas mình đi tới cái chỗ khách sạn Ramada này khoảng 2 tiếng. Thì mình nghỉ ở đây đêm nay rồi xong rồi từ ở đây đi tới cái Zion Park Visitor thì nó mất khoảng 50 phút nữa. Bây giờ mình lên xe và bắt đầu sẽ di chuyển tới cái park, Zion Park. Khách sạn chỗ này thì nó gần chợ với lại khu shopping plaza. Nó là một cái town nhỏ thôi nhưng mà nó ở khu chỗ này cũng có nhà hàng, cây xăng.
helicopter budget. Maybe they sell the ticket for bây giờ mình tới chỗ này mình tìm parking. Ở đây rất là khó tìm parking nha. Parking ở đây ngoài đường thôi cũng trả tiền á, nhưng mà rất là khó tìm parking. Chưa có tới chỗ visitor là đã đầy parking rồi. Từ ở chỗ này mình đi vô tới chỗ visitor center là cũng một mai. Một mai khoảng hơn cây số. Mà không có cái parking nào hết á. Maybe over there. Hôm nay là lễ á, cho nên chắc là người ta đi nhiều. Nhưng mà thường ở đây người ta tham quan cũng nhiều lắm. Cho nên parking thường thường là nó đầy. Nếu mà đi xa hơn thì mình sẽ đi bộ rất là xa. Bởi vậy nhiều người người ta đi đi rất là sớm để có parking á. Mình tới đây bây giờ là để coi mấy giờ. 9:50. 9:50 sáng mà full parking. Ở đây rất là đẹp. Thiên nhiên rất là đẹp. Nãy giờ chạy vòng vòng từ ngoài đường vô tới trong đây luôn mà không có cái parking nào hết. You cannot go out. Have to return. Mình nghĩ trong bụng tới đây thôi đủ tiền rồi. Honey, you enough money, you say here enough money. You look the view and enough money. Mình đi tới
tới cái chỗ này á, là mình phải tranh thủ đi thật sớm, bởi vì cái chỗ đậu xe á, rất là khó tìm, rất là nhiều chỗ đậu xe nhưng mà nó đầy hết. Mình đi ra đây rất là xa, khoảng chừng 3 mai rồi đó mà không có cái parking nữa. Thì mình đậu xa cũng không sao, tại vì có xe bus á, xe bus nó sẽ rước mình. Thì xe bus ở đây á, là miễn phí, nhưng mà mình phải trả parking. Here, we have parking here. Oh, finally. Cuối cùng mình cũng có parking rồi. Đó, ở bên đây là cái trạm xe bus nè. Thì mọi người đứng đợi ở bên đây thì sẽ có xe tới rước mình. Ở đây mình có một cái parking. Wait for this guy to close his door. Yeah. Okay. Bây giờ mình đậu xe rồi mình đi qua xe bus nha. Bây giờ là mình đang ở trên xe bus. Ok. Yeah. Be careful there, Kevin. Oh, wow. Say, Kevin, I picked up about 80 right there at Majestic View, and there's still probably at least 40.